Xin chào mọi người Ngày hôm nay NTT sẽ giới thiệu cái bài tiếp theo trong loạt bài làm sao lên được series 30 Và ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu về kỹ thuật Một băng xòe Và mình sẽ mở góc chúng ra Ví dụ đây là một cái thế bi mà bi chủ của mình là bi màu trắng Hai bi mục tiêu vàng và đỏ Thì thông thường mọi người chỉ đánh một băng Mình có thể xài đòn không hoặc là Đẩy cu lê Gì đó đối với thế bi này nhưng mà trong cái bi này thì người ta sẽ có một kỹ thuật khác mà nó sẽ rất là an toàn hơn cho mình đó là một băng xòe thì cái lợi điểm của trái một băng xòe này thứ nhất đó chính là nó mình có rất là nhiều khoảng trúng cái khoảng trúng của mình tới một nốt lận là nó cho phép mình sai số rất là nhiều nên cái cú xòe là một cú an toàn cái thứ hai đó chính là um, kỹ thuật xòe là một kỹ thuật chết bi thì mọi người thấy là bi uh, chủ của mình bi màu trắng nó di chuyển chậm, khá là chậm Thì đó là một cú chết bi Và để để đánh được cái cú xòe này thì mình cần đánh như thế nào Cái kỹ thuật mình sử dụng như thế nào Cái việc đầu tiên mua muốn xòe có nghĩa là mình phải sử dụng mát phê Bi chủ mình xoáy tối đa luôn Thì uh, đây là lý do tại sao mà NFT sử dụng bi chấm bi ba băng để mà demo cho mọi người thì mọi người thấy là bi chủ mình xoáy rất là nhanh. Xoáy rất là nhiều. Thì để xoáy được nhiều thì mọi người phải để cái đầu cơ mình mã phê ở ngoài rìa của bi chủ luôn. Mà mọi người thấy là bi chủ mình cái vị trí đặt áp phê đó mình cảm giác như nó sẽ bị tạt cơ đó. Và yếu tố tiếp theo để mà bi chủ mình nó xoáy nhiều. Đó chính là cái việc mà mình phải đẩy cho bi chủ mình nó di chuyển chậm thì để mà xòe thì có hai cái kỹ thuật để xòe thứ nhất là mình phải đánh dài trái bicage uh, thì bi chủ mình sẽ đi chuyển chậm mà chậm thì vào băng thì nó sẽ xòe rất là nhiều cái kỹ thuật thứ hai mà mình có thể đánh xòe được đó chính là mình uh, phải đẩy uh, mình sẽ đẩy theo kiểu là uh, đẩy cu lê thì bi chủ mình nhào phía về phía trước gặp băng nữa thì nó nó hai lực chia tiêu nhau thì bi chủ mình nó đi di chuyển rất là chậm để ví dụ đây là một hình bi thì cái bước đầu tiên của mình mình sẽ kiểm tra góc xòe thì cái góc xòe của mình thông thường là nó sẽ nhỏ hơn 30 độ tầm 20 độ thôi thì đó chính là cái góc xòe để mình xác định được cái điểm trúng tại sao không, mọi người mọi người đánh phát theo kiểu uh, uh, lực cu lê nha lực cu lê là tay mình uh, hầu như mình lỏng hoàn toàn khi đẩy ra mình mới hơi bóp nhẹ lại một chút xíu thôi là đẩy cu lê còn không thì mọi người cứ thả lỏng hết cái tay kỹ thuật này hơi khó nhưng mọi người tập thì nó sẽ biết cách nó đây đây entity mới kiểm tra góc xòe xong thì bị chủ mình chỉ cần trúng ở trong cái khoảng đó khoảng hai cái cục lơ là nó đều trúng hết thì cái demo ban đầu là entity sẽ đánh nó hơi dư nó vẫn trúng cái còn cái tình huống này mình đánh hơi thiếu một chút xíu thôi nhưng mà nó đều trong khoảng trúng hết thì mọi người thấy nó rất an toàn ở đây quan trọng nhất vẫn là cái cái việc mình ráng làm sao mà mình đạt đặt mát phê cảm giác như tẹt cơ và thứ hai là mình cố gắng để cho bi chủ mình đi chết thì nó sẽ ra xòe thông thường là mấy góc dựng như này thì mình sẽ đánh tầm khoảng 3 phê 3 phê nếu mà góc mà nó dựng ít thì mình sẽ đánh 3 phê trên góc trung bình thì mình sẽ đánh 3 phê ngang còn mà góc mà rất là dựng mình muốn kéo về thì mình để 3 phê dưới trong bao băng thì 3 phê dưới gọi là 4 phê đó ở đây mà góc thấy pin này rất là dễ lò ai đánh bao băng thì sẽ biết cái thấy pin này và muốn cho bi này đảm bảo an toàn thì mình phải sử dụng một cú xòe để cho nó tránh cái việc bị lòn bi trong thấy bi này mọi người thấy bi chủ mình di chuyển rất chuyển rất là chậm và đẹp và NTT sẽ gặp lại mọi người trong cái bài tiếp theo trong loạt bài làm sao lên được series 30